Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay chúng tôi có về tranh đá tàu xưa cho cô chú anh chị mình ha, với bàn cỏ đỏ để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước. Đây là mã số 1D đầu tiên, đó chính là một bộ lư nha cô chú anh chị mình ha. Đó, lư này lư tròn, nguyên si là lặn, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Chiều cao là 45. Đó, bộ này thì trọng lượng nặng tầm khoảng cỡ đường kính ngang của nó luôn là 3,5 tấc nha. Cặp chân đèn không là khoảng cỡ 8. Cặp chân đèn không là 3 kg. Bộ lư cặp chân đèn là khoảng có 8 kg. Em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, giá là 4 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. 4 triệu. Mã số 2 đó chính là một cái đèn mang sông, đó, hiệu Eda. Quên em xin lỗi, hiệu này hiệu Xcơ cho cô chú anh chị mình ha. Nguyên si là lặn, bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn. Đó, mã số 2. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Bao lên lửa 1 triệu 6 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây, tới mã số 3 và số 4. Cặp đèn gốm sứ châu Âu xưa nha. Chiều cao là 42. Đó, hàng này là lặn liền lạc hết trơn. Đó, đồng giá tiền với cô chú anh chị mình luôn. Đó, quay gõ chi tiết cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó, 1 triệu 3 một cây, bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Mã số 5. Đó là một cây đèn đồng cho cô chú anh chị mình ha. Chiều cao của nó luôn là 42. Đó, chất liệu là bằng đồng. Đó, cây này thì khỏi chê chỗ nào cho anh chị mình ha. Dưới chân này thì nó hơi bị chày xước tí xíu thôi. Đó, giá là 1 triệu 2 bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Mã số 6 và số 7. Đó, cũng là đèn bầu pha lê. Đó, này, màu xanh ngà nha. Mã số 6 là 1,4 tấc. Mã số 7 cũng là 1,4 tấc luôn, nhưng mà chân là chân Atimon với chân đồng. Đồng giá tiền là 1 triệu 7 một cây, bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây, mã số 8. Đường kính bầu là 1,4 tấc. Chiều cao của nó luôn là 57, liền lạc hết trơn nha. Chân Atimon bầu pha lê trắng. Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng giá là 1 triệu 8 bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Đây, tới mã số 9. Đó là một cặp gồng nha. Đó, cặp này thì em đánh bóng rồi. Đó, đây, chiều cao của nó luôn là 90. Bề ngang của nó luôn, từ đầu cho đến đuôi luôn là 44. Trọng lượng nặng là 13 kg một con nha quý vị mình ha. Cặp này thì giá là 14 triệu bao phí ship toàn quốc cho quý vị mình luôn. Đó, 14 triệu một cặp, bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình. Số điện thoại của em là 0939806464 là số Zalo và Facebook. Đây, tới cái cặp hồ lô dẻ tay. Cái tích của nó tức là Trúc Lâm Thất Hiền nha quý vị mình ha, Bát Tiên. À, tích của nó là tích Bát Tiên Quá Hải nha quý vị mình ha, Bát Tiên Hội Tụ. Chiều cao là 6,3 tấc, đường kính miệng 9 phân. Quanh bụng lớn nhất này của nó luôn là 106. Đó, cặp hồ lô này rất là đẹp cho quý vị mình ha. Hoa văn họa tiết dẻ tay. Đó, nguyên si là lặn luôn. Bao là đồ nguyên cho quý anh chị mình nha, không có bị bể mẻ nứt gì chỗ nào hết. Đồ dẻ tay luôn, bao cho quý anh chị mình luôn. 4 triệu 300 ngàn bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình. 4 triệu 3. Đây, tới cặp chim chỉ qua mẫu đơn. Chiều cao là 64, đường kính miệng là 2 tấc, hoành bụng lớn nhất này của nó luôn là 89. Liền lạc hết trơn nha, bao đẹp luôn. Đó, cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, còn một cặp giá 4 triệu bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đây, mã số 12, cặp bách hoa nha cô chú anh chị mình ha. Bách hoa mẫu đơn, chiều cao là 95, đường kính miệng là 3 tấc, hoành bụng lớn nhất này của nó luôn, để em đo thử cái nha cô chú anh chị mình ha. Hoành bụng lớn nhất là 110. Mã số 12D, cặp này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình. Đó, có giá là 7 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, đây, tới cá nha. Đó, cặp hồ sen với cá. Cao là 95, đường kính miệng là 3 tấc, qua văn họa tiết dẻ tay. Trọng lượng nặng cũng khoảng tầm từ giá là 18 kg một cái nha cô chú anh chị mình ha. Đó, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Mã số là 13D,
Cây này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn cặp này, cũng là giá 7 triệu bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình nha. Số điện thoại của em là 0939806464 là số Zalo và Facebook. Đây một cặp lon phụng nha cô chú anh chị mình ha. Đó. Chiều cao của nó luôn là 86, bề ngang là 45 46. Đó, chanh đá tàu xưa bao đẹp chú anh chị mình luôn, liền lạc lành lặn hết. Khung này là khung gỗ thường thôi. Đó, hoa văn họa tiết dễ tay. Bức này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 2,2 triệu bao ship toàn quốc nha. Mã số 15, chiều cao cũng là 46, chiều dài của nó luôn là 8 tấc rưỡi. Đây, bức này thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, mã số 15D. Đó, giá cũng là 2,2 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn. Mã số 16D. Đó, chiều cao của nó luôn á là 73. Chiều dài của nó luôn á là 1m2. Bức này liền lạc lành lặn luôn nha quý anh chị mình ha. Còn một bức duy nhất Trúc Lâm Thất Hiền. Đó, bức này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Cũng có giá là 3,4 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. 3,4 triệu. Mã số 17D. Đó chính là một cái bàn chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, hộp xoài. Bao đẹp cho anh chị mình luôn nha. Liền lạc lành lặn. Chuẩn đồ xưa nha. Dài là 1m3. Lớn nhờ dài nhất nha. Bề ngang lớn nhất của nó luôn là 8 tấc rưỡi. Đó. Đây. Hộp xoài nha anh chị mình ha. Bàn này thì bao đẹp. Chiều cao của nó luôn là 85. Đây. Cái này là không chê được chỗ nào cho anh chị mình ha. Đó, gõ đỏ. Đó, nguyên một mảng lớn rất là đẹp luôn. Mặt bàn dày 3 phân. Đó, vẫn xây hướng nào mình vẫn ngồi được nha. Cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn cái bàn này. Đó, có giá là 24 triệu bao ship toàn quốc nha. 24 triệu bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Mã số 18, đó chính là một cặp liễn gõ đỏ. Bề ngang của nó luôn là 2 tấc rưỡi. Đố dày là 3 phân, dáng dày là 3 phân như vậy mình ha. À, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nha. Đó, bao đẹp như vậy mình luôn. Cao là 2m4. Đây, cẩn này là lông phụng nha quý vị mình ha. Đó, hai con này lông phụng rất là đẹp luôn, liền lạc lành lặn hết. Bức này á, cặp này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 18 triệu. Bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Cô chú mình ở gần với em sẽ bớt tiền ship lại gõ đỏ nguyên tấm cho cô chú chị mình ha. Bao đẹp luôn. Mã số 18D. Thanh Triệu xin trân trọng cảm ơn các chú chị mình thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Triệu rất nhiều. Anh Trọng xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.